ra tòa. Em bình tĩnh đã. Không bình tĩnh đâu. Em đi vào xem con thế nào đi. Nó khóc nhiều quá đấy. Em ức quá để mất rồi. Em chào anh chị ạ. À đây rồi. Anh chị vừa mới xuống sân bay, đã nhận được thông báo của bệnh viện thú y đấy. Em xin lỗi anh chị ạ. Phương, tại sao em lại giấu giếm anh chị như thế? Em... Tại sao? Thôi em. Anh nghĩ việc này không hẳn là lỗi của Phương. Dạ. Lỗi của em là đã không thông báo cho anh chị biết ngay khi Moon xảy ra chuyện. Ôi, còn cái thằng cha bác sĩ lăng băm ấy á, chuyến này em phải cho nghỉ việc mới được. Thôi em, Phương báo với mình thì giải quyết được vấn đề gì? Hay là cả chuyến đi chơi nhà mình sẽ mất vui luôn? Anh nghĩ cô Phương cũng chỉ có ý tốt thôi. Dạ. Em điên quá đi mất đi. Đường đường là một bệnh viện thú y mà lại chữa lợn lành thành lợn què như thế là thế nào? Nhận tắm cho chó nhà người ta xong lại để cho nó ăn uống linh tinh, dẫn đến bị ngộ độc như thế à? Sao lại làm ăn tắc trách đến thế là cùng? Thế là như thế nào hả chị? Chị vừa đến bệnh viện đấy. Ôi, Moon ơi, con bị làm sao thế này hả Moon ơi? Rồi khổ thân con tôi chưa kìa. Để xảy ra chuyện này, toàn bộ trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí cho tới khi Moon khỏe mạnh và được ra viện. Tôi vẫn không hiểu. Chắc là hôm người nhà anh chị đưa Moon đến tắm, bên tôi cho ăn phải thức ăn không đảm bảo chất lượng, dẫn tới viêm ruột. Dạ tôi xin lỗi. Lỗi tại tôi ạ. Chị ơi, thật thế á chị? Tại sao anh lại đi nhận như thế hả anh? Rõ ràng là ngày giờ mua vào viện cấp cứu vẫn còn nguyên trong sau lưng giấy tờ mà anh. Kệ đi, đấy là việc của anh. Nhưng mà trong chuyện này chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm đấy. Anh đã check cam rồi nhé. Cái hôm mà anh bàn giao Moon 81 cho em ấy, em không cho Moon vào khu lưu trú. Em lại cho chạy linh tinh, rồi lục thùng rác, ăn vớ va vớ vẩn. Rất có thể ăn phải cái gì đấy, rồi dẫn đến viêm ruột trở lại. Chứ không tầm này khỏe rồi ra viện rồi nhá. Thôi chết rồi. Nhưng mà nhớ vợ chồng nhà đấy mà làm to chuyện, giám đốc mà biết anh có thể bị đuổi việc thì làm thế nào ạ? Vào làm việc đi. Nhưng mà... Vào đi.